là phải ngồi thiền. Thời nay đa số Phật tử không có biết ngồi thiền, cứ bị treo cái bảng, giống như là treo bảng vàng qua trạng nguyên quá lớn, PhD, giảng sanh. Cho nên đa số là mấy bác lớn tuổi hay Phật tử, ồ cứ nghĩ A Di Đà Phật tối ngày thì sẽ được thành Phật. Khó lắm, nó không có phải dễ. Hồi xưa đó, mấy chư vị nói với Kiệt á, một vị tiên thôi, chứ đừng gì Bồ Tát, gì Phật. Muốn thành tiên cũng phải tu hàng nghìn kiếp á. Xuống thế gian này chịu khổ hàng ngàn kiếp á. Mà hồi thời xưa đó, có những cái quốc gia không có cái lối nào để tu nữa. Không có phương cách để mà ngồi thiền để tu, không có cuốn kinh để đọc nữa. Thì làm sao mà tu? Nó không phải dễ đâu. Giờ mình cũng nhìn thấy, bây giờ mình nhìn những cái nước Nam Mỹ hay Phi Châu đó, kêu họ ngồi thiền hay kêu đưa cuốn kinh họ đọc, họ không biết là cái gì đó. Họ chỉ có thể vô trong rừng đốt lửa rồi nhảy lung tung. Họ nghĩ cái đó là tâm linh, nhưng mà thật sự cái đó cũng là tâm linh. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái của những vị thần ở thế gian này thôi. Mình là học tới ráo rót luôn á, về cha, về Phật luôn á, là ở cái thời đại này. Tại vì sau cái thời cực khổ này á, sẽ đến cái thời cực sướng. Mà người nào mà sống từ đây tới thời cực sướng á, mà người đó hiểu được tiếng Kiệt nói là cái gì á, người đó có đại phước. Tại sao trước khi Kiệt qua đây ngồi đây, mấy chư Phật về kêu Kiệt phải qua đây ngồi nói chuyện với quý vị? Tuy là ở đây mình có nhiêu ta mười mấy chục người, nhưng mà cái video này nó lên cũng đông, để mà giao duyên cho dân vùng này. Tại mẹ thấy dân vùng này người thành Phật sau này cũng nhiều. Hiếu sanh này nè, dân Cali thấy gì mà leo thấy à, tiền nhiều quá, điện tử nhiều quá, bị rối loạn tinh thần á. Cười. Anh đừng có đi bển Dũng. Nãy em có giao hẹn với ông mấy ông thần rồi. Anh đi bển rồi thì cái tinh thần anh yếu yếu, mấy ổng thịnh anh đi luôn. Cái quan trọng mình còn xác phàm, mình còn cầm được cuốn kinh đúng không? Nó còn dính trên tay mình. Những vong linh á, họ lúc mà họ sống họ không biết mấy cái này, khi họ chết họ mới biết thì muộn rồi. Mình sống sao mình chết như vậy? Chết nó mất đi tự do rất là nhiều, không có cầm được cuốn kinh, chỉ theo chùa rồi thấy Phật tử đọc kinh thì chỉ đứng nghe thôi. Nó mất đi cái sự tự do, sự chọn lựa rất là cao. Ăn uống nữa, tuy là không có chết đâu như mình không ăn ngày cái mình lạ phải không? Mấy gì cũng đói. Trong có bốn loại thức ăn Phật nói đó. Thức thực, tưởng thực á, là cái bệnh mà tưởng tượng mà đói đó, nó cũng là mệt đó nghe, nó hành cái tinh thần á. Cái đó có thiệt á. Thì khi mình mang theo mình có cái đó. Hôm nay có duyên ngồi đây đại ông đại ngài A Hồ, đại các chư tướng của ngài để mà gia hộ cho người Việt ở Houston sớm thành hình một cái cơ nơi. Thường nói cho mấy ông nghe, mấy ông đứng dòm thì mong ngài quan hỷ. Hỡi ngài thấy người Việt vô đây thấy cái ai mà mũi tẹt vô đây thì ngài gia hộ, nhưng mà ngài đừng cho nó câu cá dính nghe. Câu chơi được. Mấy gì hiện hữu á, mấy gì không có phải sai với mình đâu. Bữa nay cũng không có mũi cũng đỡ ha.
đất vô miệng. Bữa ai đá văng cái đất vô cho nó. À được em. Ok được. Có nhiều người trên mạng hỏi tại sao Phật đồ không hiện ở Mỹ, không hiện ở bên Nga, không hiện do Thái, mấy nước giàu không hiện bên Pháp, bên Anh đi, sao ở nước Việt Nam tè tư bò lá, không còn manh giáp. Chỗ đó là chỗ Phật hiện. Cái nước Việt mà khi mà Cộng sản bỏ lại, mấy vị nói không có gì mà tàn khốc bằng đó. Không có tài nguyên, không có tiền, thiếu nợ World Bank. Mỗi đứa nhỏ Việt Nam sanh ra là mắc nợ miếng nhiêu tiền. Tương lai vô bờ bến làm ô sinh khắp thế giới. Những đứa con gái rất là đẹp nghe, 18 tuổi. Lấy nguyên cái gia đình ông Tàu, từ ông nội cho tới cha, tới anh hai, tới anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu, tới thằng Út luôn. Rồi cái nó chán rồi nó thải vô ra Thượng Hải. Thượng Hải xong nó chán nữa, thải vô cái máy sấy mà làm trà bông á, nó thủ tiêu luôn. Rồi nó sấy. Cho nên biết bao nhiêu người Việt mình chết á, gái á. Chứ hổ là người chuột về hai đứa. Có 2.000 đô thôi một mạng người á. Không trả nó là nó thả vô nó giết gì đó. Tại vì nếu nó để á là sẽ bị luật pháp. Cái đó chưa tính là trên thế giới mình biết bao nhiêu vụ cá đông lạnh qua Âu Châu, biết bao nhiêu mấy cô gái mà đi qua Đài Loan đẻ đẩy bển, được rồi. À, không mà biết bao nhiêu qua Hàn Quốc, qua Nhật, trong khi 65% tuổi trẻ là sức lao động cực kỳ quan trọng. Cái con người Việt như người Do Thái thông minh lắm đó nghe. Đâu phải ngu như kiểu, sorry nha, những cái nước ngoài quốc gia khác đâu. Ngày xưa đó là người Nam Hàn đã thua mình rồi. Hàn Quốc, Singapore cũng thua nữa, Đài Loan cũng thua nữa. Còn giờ mình là đứng hạng bét, thua một Miên nữa. Bây giờ Miên á, để xe tăng đầy ở vùng Tây Nam á, chuẩn bị đi qua để nó tấn công mình á. Đó là Phật Di Lặc sẽ ra đời tại nước Việt. Đó là thiệt á. Ra rồi luôn rồi đó. Nếu không á, vị Đức Thầy ngày hồi xưa ngày hứa với tín đồ 80 năm, 8 mấy năm ngày về, trong từ ngày ra đạo cho tới ngày, tức là ngày mở màn cho tới ngày kết thúc, giống như một cái cuốn sách nó có thúc vô tựa đề và cuối cùng, thì là khoảng 100 năm. Chẳng lẽ Đức Phật Di Lặc không ra đời nước Việt, cứ thế mà nó cứ kéo dài hoài à? Là các chư vị đã xuất hiện, chỉ chờ là khi mà cái chính quyền họp đúng thời điểm để mà khi ngài xuất hiện không có bị làm khó, bị bắt bớ để mà cứu dân. Đức Phật không ra đời, Quỳnh Phú Sổ không xuất hiện, dân Việt Nam mình nó cứ nghèo hoài và nghèo mãi, cứ thế mà nghèo. Mà không biết lý do làm sao. Trước khi Covid mình còn có công ăn việc làm, Bình Dương còn có ăn đóng việc làm. Rồi tới giữa Covid, rồi hôm nay không có xăng, rồi không biết làm sao ở dưới không có xăng rồi người ta sao ta bơm nước, người ta tưới cây tưới ruộng được. Có phải là mệt dài dài không? Đó là do cơ bản rồi, và cái nước Việt của mình nó bị cái nghiệp á. Phải xả cái nghiệp đó. Chỉ có cái 3 năm nay Thiên Tấn Kiệt lên mạng để mà truyền tin cho chư Phật, cho Đức Thầy, cho hồn thiên sông núi nước Việt là ngài Trận Đạo là vua nước Việt, để báo động lên nước mình nó có những cái lạ đặc biệt, và đồng thời để báo động lên cho mọi người Việt á, phải có một chút xíu chuẩn bị là mình có phước. Chứ còn người ngoại quốc nó đâu có phước như người mình đâu. Mấy chư Phật đâu có báo hiệu. Cho nên hồi nãy câu hỏi là tại sao nước này nước kia không có.
Tại vì cách đây mười mấy năm, lúc mà mấy chị vị về tiếp xúc với kia á, thì lúc đó, đó vua của nước Mỹ là ngài George Washington, vua của nước Tàu là ông Quang Công, vua nước Việt là ngài Trần Đạo. Ba vị thường xuyên họp nói chuyện kìa. Thì lúc đó ngài George Washington ổng còn phong bì nữa, ổng nói Đức Chúa Trời ưu đãi cho nước Việt, có Phật Thánh Tiên ra đời, có một cái đạo sau này thống nhất toàn thế giới mà từ nước Việt ra, cũng giống giờ đạo Công giáo là từ Do Thái, hôm nay đạo Thánh Tâm là cha cho là từ nước Việt, đúng không, người Việt. Thì ngài không có trách mà chỉ phân bì thôi. Trong cõi vô hình mấy chi vậy không bao giờ tính ô tôi đây có tiền nghìn nghìn tỷ, à, tôi nước mạnh, tôi có tàu ngầm hạt nhân, nước Việt chỉ có xuồng ba lá. Mấy vị không có tính kiểu đó. Cái này là phù du. Chỉ qua 100 năm, 200 năm, cái thế cờ nó sẽ thay đổi. Cho nên tại sao thì thường nói là nước Việt sau này thành cường quốc là vậy á. Nó sẽ cường quốc thiệt á. Chỗ nào có Phật Thánh Tiên đầu thai làm thân người xuống đó, thì chỗ đó, nước đó sau này á, sẽ là một cái gì rất là đặc biệt. Hôm nay mình nói hơi sớm nhưng mà mấy cái máy này ghi. Mà bữa giờ nói 3 năm nay á, nó ông Trump quay lại, bữa nay thấy ông cũng quay lại nữa. Cái bữa mình nói ông Biden không quá hai nhiệm kỳ. Nói gì cũng trúng hết á. Mà mấy chuyện động trời không có ai dám khơi khơi đi nói kiểu đó không? Thì hôm nay biết bao nhiêu cả bên phe dân chủ, cả Mỹ đen cũng muốn đòi trục Phước Công xuống. Cứ nghe là khi ở bờ trên nói là cái hướng đó, thì Kiệt lên trên mạng Kiệt cũng nói hướng đó. Kiệt nói có hai bà phụ nữ sẽ bị đàn hạch. Nếu ai coi những clip cũ mấy năm trước thì đóng y chang không? Dân bây giờ đòi đàn hạch bà gì, bà Harry không? Rồi đòi bà gì nữa đó. Thì những cái điểm chính là hầu như là trúng. Nhưng mà bây giờ á, chờ xem mình sẽ còn khổ về mặt kinh tế recession tới cuối năm. Từ đây cuối năm á, nhà cửa ai chơi stock đừng có đánh stock. Ở bên Á Châu mà chiến tranh một cái là khắp thế giới sẽ không có con chip á. Rồi hôm nay dầu quả mà xe nó không có nữa thì mình sẽ mệt. Bao nhiêu cơ xưởng, cả cái chợ hay là cả những cái nơi mà làm bánh ăn thôi, nó cũng phải cần có điện. Điện thì lên giá, xăng lên giá, dầu lên giá, cái gì nó cũng sẽ thay đổi đời sống. Lúc này chỉ có quan trọng nhất là ngồi thiền, đọc kinh, có bao nhiêu tiền thủ, đừng có bung. 2 năm trước người bên Việt Nam mà nghe nói chuyện nó tiền sẽ thành tiền giấy, có một số người làm giàu vỡ câu đó, rồi họ mua vàng, cái vàng lên gấp đôi gấp ba. Hiện bây giờ có một số người bị mất tiền là tự vì không nghe lời. Nhà với đất đổ bển giờ bán quá trời. Không phải là con đừng có quạt. Mấy vị đang đứng đó, con loạn soạn vô làm gì? Làm sao mà người dân Việt Nam mới nhận ra khi nào mà Đức Phật Di Lặc là ai khi mà ngài xuất hiện? 3 tiếng sấm nổ, đùng 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 đùng. Bữa giờ con nghe 3 tiếng đùng đùng chưa vậy? Là 3 tiếng giảng đó hả? Chưa. Trên núi cấm hả? Bây giờ thí dụ như mình nói ở bên Do Thái hay là nó bắn vào Anna Răng cho nó 100 trái bom nguyên tử đi, bảo đảm mình đây cũng không nghe nữa. Mà có mình có nghe đi nữa đó, cũng giống như Hiroshima và Kawasaki của Nhật thôi, mày chết bên đó, bên đây nó cũng bình thường. Tiếng sấm nổ là nổ động vô cái lỗ tai của Liên Hợp Quốc, của tất cả những lãnh tụ trên thế giới, là có Phật Thánh Tiên hạ phàm. Mục đích sư phụ ra đời là cũng muốn cho thiên hạ biết, cho tất cả mọi người biết là chuyện tâm linh là thiệt, thượng đế là có thiệt, mấy ông hàng đó đứng kìa thiệt, tại mắt không có thấy,
Đúng không? Để làm chi? Nếu mà người mà tin mà tâm linh có thiệt, Phật có thiệt, Thượng Đế có thiệt, Chúa có thiệt, thì là mình biết sợ, mình biết tu, thì làm gì có chuyện Putin đi ăn hiếp thằng Dược Hen làm gì mà cho nó thân bại dân liệt được vậy? Nếu mà gặp những mình mà tin có tâm linh, có chi gì để mà phân xử, nó đâu có đi ăn hiếp Đài Loan, ăn hiếp nước Việt đâu. Ba tiếng sấm nổ là ba bài giảng pháp đầu tiên của ngài khi ngài xuất hiện. Ông tưởng đâu là tiếng hạt nhân là nó không nổ, ba tiếng sấm nổ là xuất hiện là sao, thì lúc đó đó là trên thế giới người ta mới thừa nhận là một vị Phật hạ phàm. Thì mấy tổng thống Mỹ nó cũng nghe, nó cũng phải đi kính nể đúng không, Đức Giáo Hoàng cũng kính nể đúng không, và nữ hoàng Elizabeth mà bả mà còn sống chắc cũng phải tới bả lại đó đúng không, cái đó mới là kinh hoàng chứ còn mà tiếng sấm nổ bằng bom tử đâu có nhầm gì. Thưa sư phụ, nhưng mà khi con đọc trong cái ấy thì một tiếng sấm nổ có thể bị mê man, có thể nếu mà người đó mà dạy á có thể là không biết người thân của mình luôn, là cái ý đó là như thế nào con, thì cứ con cứ nghĩ là chắc là cái hạt nhân hay sao đó, một số người sẽ chết rất là nhiều, một số thì không nhớ gì hết. Cái cuốn kinh này là do Đức Quỳnh Phú Sổ ngài viết ra đúng không, trong 6 quyển đúng không, tiếng sấm nổ. Sư phụ là người nói chuyện với Đức Thầy thường xuyên, mỗi lần sư phụ hỏi đến vụ này với núi cấm nổ ra dở ra rồi cung vàng điện ngọc hiện lên đó, rồi hoàng cung của Minh Dương hiện lên gì gì đó, mình thấy nó hơi quá sức gọi là ảo tưởng. Cho nên làm cái dân Trung, dân Bắc, dân họ không có hiểu, họ nói mình đi đoan, nhưng mà mấy vị nói bằng tiếng lóng, nó có trong vô vi, nó có thiệt á. Còn cái tiếng sấm nổ này á, mỗi lần mà hồi xưa hỏi Đức Thầy á, thì ngài chỉ nói con chờ xem. Rồi sư phụ hỏi một vị khác, thầy phụ nói chuyện hết nhiều vậy lắm. Thì một vị khác thì nói là tiếng sấm nổ là khi một vị Phật xuất hiện mà cả thế giới thừa nhận, và ngài giảng pháp 3 lần. Một lần núi Cấm, một lần Thiên Long Sơn, có thể một lần tại đây. Tại đây cũng thuộc về Thiên Long Sơn là đất thiên, mình không biết. Nhưng mà phải đi một cái tour ở Mỹ. Ngày lúc đó cũng giống như là ca sĩ Lệ Quyên thôi. Đi đâu là mấy con chạy theo, bu. À, vui không? À, mình chạy theo Phật là mình có cái năng lượng của Phật phóng cho mình rồi. Thay mình nằm nha, đâu có được phóng gì đâu. Đêm trong phóng mấy bạc tay nó đi bữa đó không bộ. Thì xưa có một vị nói vậy, nhưng mà cái chính xác bao nhiêu mình cũng phải chờ xem. Hiện bây giờ mình chỉ biết được sư phụ bảo đảm 1,000,000%, tất cả những cái ác, những cái chế độ độc tài, những cái vô thần búa liềm sẽ sang trang. Và đồng thời sư phụ biết 1,000,000%, Đức Phật Di Lặc xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện 1,000,000%, ai muốn cá như phù cá. Mà bên Đại Thừa và Phật tử thời nay không ai tin hết trơn á. À, mình đừng nói chi bô vi thì mình không dám cá. Còn cá Đức Thầy xuất hiện, cá Phật Di Lặc xuất hiện, cá Minh Dương xuất hiện, chư phụ dám cá. Sư phụ ơi, Phật Di Lặc và Đức Thầy là một vị hay hai vị khác nhau? Thì năm con bài úp, con bài ngửa là phụ đang ngồi đây rồi, con ở trên rồi, còn nó bốn con bài út thì phải chờ cơ trời á. Lúc đầu mấy vị cho lộn khúc nào để mà hợp với căn cơ của quần chúng thời đó, một tiếng nói này có thể lên cả thế giới đúng không, người tới lúc nào, tới căn cơ nào, tới lúc này là giờ chót rồi, là mình phải đến đó. Còn bốn con bài út đó là chuyện của Đức Thầy, ngài là người đánh bài, ngài là người sáng tác ra cái màn này, và đồng thời ngài cũng là người chốt lại, gọi là kết luận, ở tiếng Việt Nam là kết thúc phải không, kết thúc màn này. Đức Thầy là
giáo chủ của đạo Thiên Tâm phải không sư phụ? Dấu này là của Đức Phật chưa? Nhưng mà trong cái certificate sư phụ là giáo chủ của đạo Thiên Tâm, vậy là sư phụ? Sư phụ chỉ là người truyền tin của cái đạo Thiên Tâm. Nhưng mà cái chữ Di Lạc á, để bởi vì mới nãy giờ mới nói là phải chờ Đức Thầy giải thích Phật Di Lạc hay là hành Di Lạc. Nhiều lúc ví dụ như một đệ tử của Phật Di Lạc thừa lệnh Phật Di Lạc truyền cái dấu này, cái này là mình phải chờ bốn ông bài lật đi con, hỏi nó hơi căng cái chỗ này, mà sư phụ chỉ biết thừa lệnh cái đó. Còn nếu mà nói về cái sạch thím mấy cách, sư phụ không phải là người muốn làm cái này nha, trên mấy chi gì, tại vì khúc chót rồi. Bây giờ chúng ta giống như một cái bể khổ ở trong cái cõi ta bà này, có con ma, con quỷ, con của quyền, con của mẹ ngũ hành, con của Atula, con của vị này vị kia, đầy đủ hết đúng không? Ai cũng có sờ thím phải kịch treo trên nhà. Đạo Phật cũng có sờ thím, đạo Chúa, ông Joseph, ông Ma gì gì đó cũng có. Thì đến lúc này mấy vị trên á mới cho ban ra cái sờ thím phải kịch để mà mình được thừa nhận ở bề trên. Trong khi từ đây cho tới những cái ngày tháng kế tiếp nó còn nhiều chuyện rất là biến đổi lớn á, thì ở trên mấy chị gì mới đặt ra cái sự thế. Lúc mà sư phụ design cái đó đó phải làm tới làm lui nhiều lần, mỗi lần làm xong thì ở bờ trên á mấy chị gì á mới đọc lại thiếu chữ nào dư chữ nào. Còn cái chữ mà đề xác kình á là giáo chủ lần thứ hai á là do bề trên kêu làm cái đó. Chứ thật sự là thầy cũng mới vừa biết gần đây là có số 1 và có số 2. Mà cái đạo này ở tầng trời Đâu Xuất Thiên á, đã có hàng nghìn năm rồi. Một ngày trên đó bằng trăm năm của mình. Cho nên bao nhiêu người mang dấu hiệu Thiên Tâm á, đều được những cái nhiệm màu kỳ lạ. Là do tất cả các chi gì ở trên trời, Thiên Long Bát Bộ, họ gia hộ. Nó rất là, thời nay thù chỉ buồn những ai mà không hiểu, mà cứ đi chạy theo thầy này, chạy theo cái kia. Còn trước mắt đó, là rất là cao siêu và mộng nhiễm mà không ai biết và không ai chịu tin. Tin bất linh tại ngã. Như đạo Sùng Bút gì nữa đó, thờ ngày Tế Công với thờ Phật Di Lạc. Ở cái thời mạt pháp, tất cả những vị gọi là thiên lý thần, những vị thần tiên trên trời mà không có tên tuổi, hay là tất cả những vị cha cho kỳ này là công bằng mà, từ cổng địa ngục cũng đóng cho quỷ dương nó lên đây, nó đầu thai làm người để tu là giờ chót, để khỏi phân bì. Sao Thượng Đế không có công bằng tụi nó? Thì biết bao nhiêu đạo ra đời, trong đó có tà đạo cũng có chánh đạo cũng có. Nhưng mục đích, bây giờ con cứ nghĩ thử, mình nói giả sử ông thầy Roma, ổng là tà đó, nhưng ổng không có gom được 1 triệu người, thì 1 triệu người đâu có hiểu tâm linh, hay 1 triệu người cứ lăn tăn ngoài đường. Thì sau khi mà một người thứ thiệt ra đời, thì những cái mà ma mị nó sẽ từ từ nó, họ sẽ biến mất. Thì coi như là giống như giờ con lên cầu thang,
thì con phải cần có một cái thang trước, rồi thang 2, thang 3 gì đó. Thì bên Đài Loan cũng vậy, hay là tất cả những gì cũng vậy, những ngày vô thượng sư cũng vậy, ông Lý Hồng Chí cũng vậy, ai cũng xưng Phật Di Lạc đúng không? Cả anh Tham Mi cũng xưng, ý gì? Sorry ai á, không phải con, tôi nghe kìa, không phải con. Tham Mi Trương. Ừ đúng rồi đó. Trời con biết nó hồi xưa nó ở với con. Thì đó vậy gì? Bây giờ nó cũng xưng Phật Di Lạc đúng không? Dạ. Nó... Anybody có quyền xưng. Nó nhỏ hơn con nữa đó, mà nó nhiều lắm. Biết con bé đó, nó có. Nó có cái trí nhớ rất là đặc biệt luôn á, sư phụ. Đừng nói chuyện của ta ở đây, còn sư phụ chỉ giải thích là khi mà Phật Di Lạc thiệt mà xuất hiện đó thì nó cũng y như bao nhiêu chiếc xuồng nhỏ đưa người vượt biên ra xuồng lớn, rồi xuồng lớn đưa ra xuồng trọng trọng bự bự, xuồng bự bự đưa ra tàu thứ thiệt nằm ở ngoài khơi. Đó là dấu hiệu thiên tâm là tàu thứ thiệt á. Nhưng mà tất cả họ cũng đều có một chút xíu có công nhưng mà cũng có tội, cũng tội là gạt Phật tử. Có công là cũng gom được mớ, thay vì sân si chạy theo mấy ổng thời gian thì cũng hiểu được chút xíu về đạo cũng tốt. Nhưng mà nhiều lúc đừng có để mất tiền mất của, tiền mất tật mang được rồi. Nên cũng không đúng. Cũng không phải. Phải, Phật Di Lạc chưa xuất hiện. Cũng không phải là từ ở không phải là của ở trên đưa cái đạo xuống. Theo các vị cho rằng là các vị được cái thiên mệnh của lão mẫu là mẹ đó xuống đây để độ chúng sanh, để độ mấy người con về trước. Thì cũng có cái câu vô tự chân kinh là năm cũng có một cái danh hiệu. Có một lần vô hỏi sư phụ hỏi Hòa Thượng Tế Công. Yeah. Thì Hòa Thượng Tế Công nói cái đó là chánh đạo, nhưng mà là một cái nhánh của thiên tâm thôi. Yeah. Là nãy thì phụ dí như mấy chiếc thuyền vậy đó. Yeah. Phụ đã hỏi thẳng Hòa Thượng Tế Công rồi. Yeah. Về cái đạo con đang nói. Yeah. Hồi xưa có con Trang á, nó dưới AOE á, nó cũng theo cái mấy cái nhóm tu mà kiểu này nè. Yeah. Thì phụ cũng không biết chánh là tà, những gì mà phụ dám nói trên mạng rồi phụ đã confirm với bà trên. Thì đó cũng là chánh á. Nhưng mà là mấy vị giải thích là một cái nhánh của đạo thiên tâm. Đạo thiên tâm là một chiếc thuyền lớn, khổng lồ, một chiếc thuyền Bát Nhã đưa người đi. Những cái đạo khác là những chiếc xuồng để mà đưa ra. Là tự vì đạo thiên tâm cho tất cả người Mỹ, người ngoại quốc một cách nhập đạo, và đồng thời á, một cái pháp danh rất là tự mình. Khi mình khởi tâm mình quay về hướng Đông Bắc á, mình xin nghe cái đó là hai bên gia mấy vị đã ghi nhận mình rồi. Thì coi như cũng còn nằm trong cái ẩn số đi. Ok, ngồi đây lâu quá, nóng quá. Sao? Ngồi hay đứng? Ngồi. Hay đi về? Ngồi hả? Thôi. Con không sợ nóng hả? Trời ơi, 30 năm. Lâu lâu. Ở đây hôm bữa ngồi ở đây cũng vui á. Tất cả quý vị ngồi đây có luồng điện không kìa? Thì nó đỡ. Nhưng mà ngược lại bên đó mấy chư thần cũng có triệu người đang đứng đây. Thì hôm nay coi như là bên kia với bên này hội ngộ tại nơi này. Mấy vị đang bên đó mình bên này. Ở đây tử pho đau quá. Dạ. Thấy sư phụ ở đây chạy qua. Chạy 8 giờ sáng rồi, 8 giờ tối sư thấy sư phụ để lên đây ai cũng qua không? Dạ con qua. Cali gần hơn á, mà Cali qua không được. Dân mấy đứa Cali nó cũng muốn qua lắm, mà gần hơn Florida phải không? Dạ không, gần hơn Florida, gần Florida tiếng 2 tiếng. Không ý gì nói là mình không cần biết, là không phải mình tính theo cái đường ngoài đường lộ. Dạ. Mình tính máy bay lên máy bay ngồi có 3 tiếng à. 2 tiếng à sư phụ. Của con là ngồi 2 tiếng hả? Dạ.
Ờ, vậy gần hơn. Dạ, gần hơn. Thụ ngồi là lúc, và thụ tính từ lúc cất cánh cho lúc nó đáp xuống phi trường này đúng 3 tiếng. Còn mấy cái chuyện mà máy bay nó rời khỏi cái cầu thang này nọ mình không tính. Thì mình cứ tính 3 tiếng đường bay. Vậy cũng gần. Ờ, do ngồi ngồi thiền, ngồi máy bay cũng thiền được, được nghe. À, lúc nào mình chờ cái gì á, mình đừng có nghĩ là chờ lâu á là thiền.